khí oxy tác dụng với bột lưu huỳnh. Lấy một ít bột lưu huỳnh cho vào muôi đồng. Rồi đốt cháy ngoài không khí trên ngọn lửa đèn cồn. Ngọn lửa có màu xanh mờ. Đưa nhanh vào lọ đựng khí oxy. Lưu huỳnh tiếp tục cháy và cho ngọn lửa sáng trắng. Khí thoát ra là sunfuro có mùi sốc.